Hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh này nhá. Đầu tiên mình tô bụi cây trước. Tiếp theo mình sẽ tô mũ. Tay lái là mình sẽ tô màu nâu. Quần của chuột Mickey mình sẽ tô màu vàng. Giày mình sẽ tô màu tím. Tiếp theo mình sẽ tô sàn nhà.
Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.